một con quái vật có chiều dài 30 mét. Từ đạo diễn đoạt giải Oscar Ron Howard, ta sẽ đi câu cá. Nó đã bám theo chúng ta, bám chắc vào. Cá voi tôi không làm vậy. Anh sợ rồi à? Nó là của tôi. Đây là câu chuyện vĩ đại có thật đằng sau huyền thoại Moby Dick. Ở lại là chết chắc. Tôi sợ rằng chỉ còn mỗi mình sống sót. Đón xem Nơi Trái Tim Của Biển Cả khởi chiếu vào 9:50 tối thứ bảy trên kênh Wonder TV. Hòa nhịp với các series siêu anh hùng đỉnh cao của Wonder TV trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC, các ứng dụng Internet OTT, Click TV, FPT Play, HTVC, Mobile TV, MyTVNet.